Vâng, đến hẹn lại lên. Hôm nay đồng hồ dư watch của chúng tôi review giới thiệu với 500 anh em một mẫu đồng hồ Judas đến từ Hàn Quốc dành cho nữ giới đang có mặt tại hệ thống đồng hồ dư watch của chúng tôi. Thì trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ tôi nghĩ là rất là xinh và đẹp rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết để em nó anh chị em nhé. Vâng, đến với mẫu đầu tiên thì trước mắt anh chị em đây là một mẫu đồng hồ tôi nghĩ là quá là yêu luôn. Vừa phải được thiết kế là rất là yêu này. Đó, cái mặt idol được thiết kế là màu vàng hồng này, hồng và mặt chia thành hai nửa, cắt nửa vầng trăng luôn. Đấy, cái mặt dưới này thì là có họa tiết hoa lá cành. Đó, và cọc số từ là số 3 cho đến số 7 thì là được đính những viên đá lấp lánh. Đó, còn cọc số lại từ số 8 cho đến số 2 thì lại là những vạch số. Được thiết kế nó rất là lạ luôn. Rồi, rất là yêu luôn. Đó, điều thiết kế là mặt màu hồng và dây màu hồng luôn, dành cho những bạn trẻ. Đấy, dành những bạn nào trẻ trung, xinh đẹp thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ không thể bỏ qua được. Mã của em đó là 1089B và giá là có 829.000. Anh chị em mua online chúng tôi sẽ siêu cho anh em thêm 10% nữa. Thì giá của em nó chỉ còn khoảng hơn 700.000 thôi anh chị em nhé. Hơn 700.000 là anh chị em đã mua ngay một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Hàn Quốc rồi. Và chúng tôi cũng cam kết luôn với anh chị em là ở đây là hàng nhái hàng giả, chúng tôi sẽ đề gấp 10 lần cho anh chị em luôn. Cho nên anh chị em hoàn toàn yên tâm khi mà mua đồng hồ tại hệ thống đồng hồ dưới quát của chúng tôi anh chị em nhé. Về thiết kế của em này thì size mặt của em nó tôi sẽ đo cho anh em xem. Về size mặt của em nó là 31.6. Đó, 31.6 cứ gọi là 32 đi. Thì mẫu đồng hồ này thì dành cho những bạn nào có cổ tay to lên một chút, cổ tay nhỏ nhỏ, ví dụ là bạn nào có khoảng tầm từ 50 cân trở lên. Đấy, 48 từ khoảng 48 49 50 cân đổ lên đến khoảng 60 cân đổ lại, 670 cân đổ lại thì đeo mẫu đồng hồ này quá tuyệt vời luôn, là rất là hợp luôn. Còn bạn nào ví dụ là khoảng tầm 40 50 cân, 40 45 cân thì tôi nghĩ là đeo mẫu đồng hồ này nó hơi to. Tuy nhiên thì xu hướng bây giờ là người ta cũng thích đeo những mẫu đồng hồ to chứ cũng không phải là nhỏ đâu. Cho nên là anh chị em cũng có thể là mua đeo được. Nói chung là mình thích là mình mua thôi chứ không quá quan trọng với cái size số cho lắm. Đó, đây thì có gọi là 32 đi, đấy, 31.8 thì gọi là 32 đi, và có độ dày này là 7.7 đấy. Lên tay thì mẫu đồng hồ này tôi nghĩ là quá đẹp luôn đấy. Đây, bây giờ tôi sẽ mượn một tay một bạn nữ để đeo thử cho anh chị em có thể để chứng ngưỡng nhé. Em phải ra đây đeo thử xem nào. Rồi, đây tôi sẽ mượn tay một bạn nữ để đeo thử cho anh em. Em là bao nhiêu cân nhỉ? Đây, bạn nhân viên này là 51 cân đây anh em nhé. Đây, đấy, đeo mẫu đồng hồ này rất là đẹp luôn. Đấy, đây này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, không cần xỏ dây đâu, thì cần như thế này là anh em có thể ướm tay mình được rồi. Đây, bạn này 51 cân nhá, bạn này 51 cân, bạn đeo đồng mẫu đồng hồ này tôi nghĩ là không có gì điểm gì phải chê nữa rồi. Quá là xinh đẹp luôn này. Đấy, rất là yêu luôn. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ hai thì mẫu đồng hồ này thì nó cũng không khác gì cái mẫu đồng hồ trước. Về size số, về size mặt thì 42 và độ dày là 7.7. Thì đây là một mẫu đồng hồ là mặt màu đỏ. Đấy, dây màu đỏ, mặt màu đỏ và có những họa tiết màu đỏ phía bên trong cũng rất là yêu luôn. Đây, hoa lá cành mùa xuân cực kỳ đẹp này. Đấy, sang chưa? Nhìn rất là sang chảnh nhé. Này, rất là chất luôn. Em này thì được thiết kế là dây da thật nhé, dây da thật. Vỏ thép 316L, mạ màu vàng hồng. Đấy, rất là trẻ trung xinh đẹp, dành cho bạn nào có khoảng tầm 40 tuổi đổ xuống và có khoảng tầm 15 17 tuổi trở lên là đeo mẫu đồng hồ này tôi nghĩ không gì phải chê nữa rồi. Bởi vì các chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc thì đa số là người ta thiết kế là chủ yếu để thời trang là chính. Chức năng của em này thì là có giờ phút giây. Đó. Và độ chống nước của em này là 3 ATM, cho phép anh chị em đi mưa rửa tay, mặt kính khóa. Đấy, mặt kính khóa nhé. Thì mẫu đồng hồ này đây có mã đây. Mã của em này là GA1089C, giá là 829.000 đồng. Vâng, anh chị em mua thì là online thì chúng tôi sẽ sale cho anh em 10% trên giá bán lẻ này thì còn hơn 700.000 thôi. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ ba trong buổi review này. Trước mắt anh em thì đây là một mẫu đồng hồ. Tôi nghĩ là anh chị em có thể là không thích màu hồng, không thích màu đỏ thì có thể là sẽ thích màu xanh. Thì ở đây nó là bộ ba màu cùng size số, cùng mã với nhau. Nó chỉ khác về cái kiểu dáng thiết kế về cái mặt dial này và cái phần là màu sắc của dây và mặt thôi. Thì đây, trên mặt dial của mẫu đồng hồ này được thiết kế cũng rất là yêu luôn. Đó là màu xanh lá cây này, dây màu xanh lá cây. Nó rất là trẻ trung và đeo nó rất là mát tay luôn. Vâng, anh em làm mệnh mộc thì đeo tôi nghĩ là đeo màu xanh này này quá là đẹp rồi. Có anh làm mệnh hỏa thì đeo màu này. Đấy,
là tôi nghĩ là nó rất là hợp thôi, rất là đẹp. Thì em này được thiết kế là cũng vậy thôi, đều là size là 32 này, đấy, size 32, size mặt 32 và độ dày 7.7. Nó dây da thật luôn, mặt kính khoáng, độ chuyển nước là 3 TM, cho phép anh em đi bơi rửa tay tắm nhẹ thoải mái được. Đó, thì dành cho các bạn nào trẻ trung xinh đẹp là đeo mẫu đồng hồ này, tôi nghĩ là không còn gì phải chê nữa rồi, quá đẹp quá yêu luôn. Đấy. Rồi thì đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Lulus của Hàn Quốc đây anh em nhé. Thì trong hộp bao giờ cũng có một cái quả bông để gài sản phẩm vào như thế này đó, một chiếc hộp chính hãng luôn. Ngoài ra thì có sẽ có một chiếc túi này, một chiếc túi chính hãng luôn của thương hiệu luôn đây anh em này. Đấy, có đầy đủ này, logo thương hiệu Lulus của Hàn Quốc luôn đây, có đầy luôn cho anh em. Thì còn về chế độ bảo hành của thương hiệu Lulus này thì đây có các chế độ bảo hành cho anh em đây. Đấy là phiếu bảo hành này đấy. Đấy, hỗ trợ trung tâm bảo hành các thứ đầy đủ địa chỉ đây anh em ạ. Đây thì trên phiếu bảo hành thì bao giờ cũng có cái tem đây, tem chống giả của nhà phân phối luôn. Đây có số hotline đầy đủ cho anh em có thể check mã vạch, mã viết các thứ các kiểu luôn. Đấy, soạn tin nhắn thì gửi theo cú pháp này để xác thực là cái hàng này có chính hãng hay không. Đấy anh em này, nếu mà không tin thì có thể làm đến mức độ đấy, mà còn vẫn không tin nữa thì được. Nói thật ra giờ bắt chúng tôi cũng không biết là làm cách nào để anh em tin nữa, rất là khó luôn. Vâng, về chế độ bảo hành của thương hiệu Lulus nói chung và mẫu đồng hồ này nói riêng, đó là sẽ được thay dây miễn phí một lần trong vòng 12 tháng. Nếu chẳng hạn như dây có vấn đề gì, lỗi do nhà sản xuất thì chúng tôi sẽ đổi dây miễn phí cho anh chị em và được bảo hành về máy 12 tháng. Và riêng giờ bắt của chúng tôi sẽ là bảo hành và thay pin miễn phí trọn đời cho anh em. Đấy, cho nên anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Vâng, còn đây thì là những cái địa chỉ đấy của chúng tôi bán thương hiệu đồng hồ Lulus này. Thì gồm có website này, giờwatt.com.vn, giờwatt.vn này, có địa chỉ này tại tầng G trung tâm mại Giờ Đường này và tầng 1 trung tâm thương mại Savico Long Biên nhé. Cái địa chỉ này thì hiện tại chúng tôi đã đổi về Savico Long Biên rồi và con số hotline đầy đủ như thế này. Đấy, cho nên là anh em khi mua thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để sở hữu em nó anh em chị em nhé. Vâng, thì trên 3 mẫu này thì anh chị em xem là ưng được mẫu nào. Đấy thì có thể là mua tặng cho mình này, mua tặng cho người thân này, bạn bè vào những cái dịp lễ Tết hoặc là những cái dịp sinh nhật nào đó, thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ quá là hợp lý luôn, bởi vì giá thành của em nó cũng không quá đắt, bởi vì nó chỉ dưới 1 triệu đồng thôi mà còn được sale 10%. Thì tôi nghĩ là đây là một mẫu đồng hồ anh chị em nên mua để tặng cho bạn bè người thân của chúng mình. Và thì anh em xem video nhớ like, share và chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Giới Quát chúng tôi ngày càng làm những video hay hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa đến với anh em và xem những video mới nhất của chúng tôi khi review sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.